Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Thị Thu Phương. Và hôm nay mình quay video này để muốn nói cũng như là muốn nêu cái quan điểm của mình về một cái cụm từ, đó chính là wisdom hay còn gọi là sự minh triết. Thật ra cái cụm từ này nếu mà dịch theo nghĩa của tiếng Việt Nam mình thì nó có thể hiểu đó là sự khôn ngoan, sự thông thái hay là trí tuệ. Nhưng mà mình nghĩ là dùng cái từ sự minh triết sẽ là cái từ cảm thấy phù hợp và nó chuẩn chỉ đối với cái từ wisdom này. Và khi mà mình có một cái nhìn như thế nào về cái từ này thì mình đã có một cái sự sâu sắc đối với cái từ đó, và có thể hiểu là mỗi cái sự hiểu này là một sự sâu sắc khác nhau khi chúng ta tìm hiểu về từ wisdom. Thì cái từ wisdom này là sự minh triết. Vậy chúng ta tìm hiểu sự minh triết như nào? Thì theo như mình được tìm hiểu và mình biết thì cái sự minh triết chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua lão bộ của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào? Muốn có được một sự minh triết thì lão bộ của chúng ta phải tốt. Vậy lão bộ phải tốt, làm sao để lão bộ tốt? Lão bộ chúng ta là một phần trong cơ thể. Vậy nên muốn lão bộ tốt đồng nghĩa với việc là cơ thể của chúng ta phải tốt. Đó chính là nguyên do. Làm thế nào để chúng ta rèn luyện được cái cơ thể tốt để cho lão bộ của chúng ta tốt? Muốn rèn luyện được lão bộ của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ thể. Ví dụ như là chúng ta phải chú ý từ ăn uống. Ví dụ là khi mà ăn uống, chúng ta lên uống nhiều nước chẳng hạn, ăn nhiều rau xanh, và chúng ta hãy hạn chế ăn nhiều thịt. Thật ra không hề tốt. Chúng ta chỉ cần cung cấp một lượng vừa đủ đối với cơ thể thôi đã là đủ rồi, để cơ thể có được một lượng đầy đủ cho chúng ta. Hay là ví dụ như là khi mà chúng ta uống nước, chúng ta hãy cố gắng uống ngày từ 1,5 tới 2 lít nước. Nói thì rất là dễ đúng không? Nhưng ngay cả bản thân của mình, đến cái sự uống nước cũng chưa thể nào mà uống nước đến cái mức như vậy. Nhưng mà mình đang rèn dần, ngày từ ngày mình hoàn thiện hơn để có được những cái thứ mà mình nói là bổ sung tốt cho cơ thể của chúng ta về phần ăn uống. Tiếp nữa, chúng ta có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình, hay còn gọi là focus đấy. Chúng ta hãy có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta hãy làm cho cái cơ thể của chúng ta, cái lão bộ của chúng ta luôn luôn tích cực, luôn luôn happy, để cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu chúng ta luôn luôn suy nghĩ tiêu cực, chúng ta không focus đến nó, chúng ta luôn luôn có những cái khiến cho lão bộ rất là buồn bực, căng thẳng, thì chính như những cái thứ như thế, chúng ta sẽ hủy lão bộ của chúng ta, hủy hoại lão bộ của chúng ta. Khi mà chúng ta như vậy thì cái lão bộ chúng ta không thể tốt được, không focus được, thì đồng nghĩa với việc là cái sự minh triết của chúng ta nó cũng sẽ không được hoàn hảo. Đó chính là một trong những cái cách mà chúng ta cần chú ý. Hay ví dụ như chúng ta rèn luyện cơ thể, rèn luyện thân thể như kiểu tập thể dục, vận động đó, hay là chơi các môn thể thao, đó cũng chính là một trong những cách mà chúng ta rèn luyện cơ thể để có được một não bộ tốt. Đó chính là một phần nhỏ để làm sao có được một sự minh triết. Và như mình đã nói đấy, muốn có được sự minh triết chúng ta phải rèn não bộ. Thì não bộ đầu tiên chúng ta rèn qua việc chúng ta vận động, ăn uống, suy nghĩ. Thứ hai là chúng ta phải đặc biệt chú trọng tới khi những em bé còn nhỏ. Có thể nói là đối với chúng ta, bố mẹ chúng ta chưa biết nhiều về những vấn đề này. Vậy nên có thể chúng ta chưa được và không có được những cái sự thông minh, hay là không có được những cái minh triết hoàn hảo. Nhưng chúng ta cần phải biết để sau này chúng ta dạy con cái của chúng ta. Vậy nên mọi người phải biết não bộ của chúng ta được hình thành từ các neuron. Và ban đầu khi mà một đứa trẻ mới sinh ra thì các neuron thần kinh ở trong não bộ của chúng ta là không có sự liên kết với nhau. Và chính não bộ của chúng ta đã có sự kết nối các neuron này lại với nhau để tạo sự thông minh. Và khi mà chúng ta tạo ra một cái sự phát triển cho não bộ, nghĩa là chúng ta tác động các xung đột thần kinh vào não bộ, thì chúng ta sẽ làm liên kết được các cái neuron đó lại. Và khi mà chúng ta liên kết thì càng nhiều neuron được liên kết thì lão bộ của chúng ta sẽ có thể nói là chúng ta càng có sự thông minh nhiều hơn. Và đó chính là những cái gọi là khoa học mà ngày nay mình cảm thấy là những ông bố bà mẹ của thời hiện nay ấy, họ đã hướng tới những cái vấn đề đó, mà ngày xưa thì gần như không ai đề cập đến vấn đề này. Và khi mà
đạt được cái vấn đề đấy từ những cái đứa trẻ đầu tiên, những đứa nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy được rằng những đứa nhỏ sau này trưởng thành mà bố mẹ nó rèn luyện cho nó những cái đó thì nó sẽ càng phát triển hơn, càng trở thành một con người thông minh, có thể nói là hoàn hảo hơn so với những người mà không được bố mẹ đào tạo những cái đó. Còn cũng chính vì như vậy, nghĩa là sẽ có người được rèn luyện và có người không. Và ngày nay có một sự đáng buồn, đó là con người của chúng ta ấy càng ngày càng có một sự đi xuống, nghĩa là chúng ta sẽ có một sự phân hóa, có người sẽ càng ngày càng thông minh lên nhưng có người lại càng ngày càng ngu dốt đi. Đó là cái từ mà mình muốn dùng. Bởi vì sao? Bởi vì càng ngày chúng ta càng phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ và chúng ta không cho não bộ chúng ta hoạt động. Khi mà não bộ chúng ta không hoạt động thì các neuron thần kinh sẽ ngày càng bị đứt gãy và biến mất dần đi. Và đến một giai đoạn nào đó, khi mà một lượng neuron mất đi quá nhiều thì nghĩa là chúng ta không thể nào tư duy, không thể nào có sự thông minh đủ để có thể phán xét hay để có thể phân tích một vấn đề nào đó. Đó cũng chính là một cái rất là nguy hiểm, và nó sẽ tạo ra một sự phân hóa, kẻ làm chủ và người làm thuê. Mãi mãi nó sẽ có một sự phân hóa nếu mà chúng ta không biết thay đổi. Đó. Và có một thứ nữa mà mình cần lưu ý với mọi người, đó là khi mà chúng ta có được một cái sự như vậy thì chúng ta, thứ nhất, chúng ta phải đặt niềm tin vào chúng ta nữa. Để có một cái não bộ tốt, chúng ta phải đặt niềm tin. Có những người ngày nay, thậm chí là khi có khi mình cũng đặt như vậy, mình không tin vào bản thân của mình và mình không nghĩ là mình làm được. Đó, cứ có cái suy nghĩ như vậy, nó rất là tiêu cực. Và chúng ta không tin vào chúng ta thì đồng nghĩa với việc não bộ chúng ta không đặt ở chúng ta nữa, mà chúng ta đặt ở yếu tố bên ngoài. Chúng ta cần một sự gì đó từ bên ngoài tác động vào chúng ta để chúng ta có một niềm tin. Và khi như vậy thì não bộ nó nói rằng ở cơ thể này tôi không còn quan tâm nữa, tôi chỉ quan tâm từ bên ngoài. Quan tâm là tôi đi tìm một thứ gì đó có thể khiến tôi tin và tôi làm được. Đó, chúng ta tin bên ngoài nhưng chúng ta không tin chúng ta. Vậy nên não bộ của chúng ta cũng sẽ không hướng về chúng ta. Và điều đó rất là nguy hiểm. Khi mà như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được bản thân và trở thành một con người hoàn hảo nhất đối với mình. Đó chính là việc mà chúng ta phải đặt niềm tin. Hay ngoài ra, chúng ta cần phải đặt một sự tập trung. Thật ra niềm tin cũng là một sự tập trung. Khi mà não bộ đã hướng vào bản thân thì chúng ta sẽ tập trung toàn bộ vấn đề đó vào cho bản thân. Và vấn đề tập trung là một trong những vấn đề rất là cần thiết trong cái việc chúng ta đi tìm sự minh triết của chúng ta. Và theo như mình biết, có những người họ rất là thông minh nhưng họ không sử dụng cái trí thông minh đó đúng chỗ. Một người thông minh là một người, nghĩa là họ sẽ thường đưa ra rất là nhiều ý tưởng nhưng lại không có một ý tưởng nào mà họ hoàn thành một cách hoàn hảo, nghĩa là họ hoàn thành một cách chỉnh chu. Như vậy là không được. Và sau đó khi mà quá nhiều thứ, mỗi thứ dở dang một chút, không cái nào đi thành công hết, thì đồng nghĩa với việc họ không có thành tựu. Còn một người họ không thông minh nhưng họ lại có sự tỉ mỉ, cẩn mẫn, khi họ ra một ý tưởng thì họ lại làm cái ý tưởng đó đến cuối cùng, thực hiện cái ý tưởng đó đến phút chót, và đó chính là một người thành công. Vậy thông minh ở đây là gì? Thông minh ở đây nghĩa là chúng ta biết xử lý cái vấn đề đó và chúng ta biết theo cái ý tưởng của chúng ta đến cuối cùng. Theo một ý tưởng thôi cũng được, nhưng hãy làm được đến cuối cùng. Và có một cái gọi là chúng ta hãy tạo ra giá trị. Tạo ra giá trị để có thể có một câu nói là chúng ta hãy tạo ra giá trị để hưởng thụ sau này. Có hai thứ mà mình khá là tâm đắc ở trong cái buổi học mà mình đã được học. Thầy đã nói là sẽ có hai loại người. Một là một người tạo ra giá trị và hưởng thụ giá trị đó. Hai là một người đi cướp, có thể dùng từ cướp. Hai là một người đó đi cướp từ một người khác và hưởng thụ cái cướp đó. Vậy bạn đang ở trong trường hợp nào? Bạn muốn mình làm người ở trường hợp nào? Nếu là mình thì mình sẽ chọn trường hợp đầu tiên. Chúng ta sẽ tạo ra giá trị và hưởng thụ chính cái giá trị mà chúng ta tạo ra. Vậy muốn làm như vậy thì chúng ta có thể áp dụng, ví dụ chúng ta có thể áp dụng theo một cái, theo những cái mà mình đã được thầy chia sẻ, và mình nghĩ những cái này phải lưu tâm lại để trở thành, muốn trở thành một con người có sự minh triết thì chúng ta nên học hỏi những cái này. Đầu tiên đó là sự tập trung, focus. Chúng ta hãy tập trung, sau đó chúng ta hãy chú ý tiểu tiết, attention to the line. Nghĩa là chúng ta hãy chú ý đến tiểu tiết nữa. Thứ ba là chính là khi đã chú ý rồi, phát hiện ra một vấn đề gì đó liên quan đến vấn đề này, thì chúng ta hãy liên tục cải tiến. Cải tiến, hãy liên tục cải tiến để có một sự hoàn hảo. Thứ tư, chúng ta sẽ, đó, khi chúng ta liên tục cải tiến, đồng nghĩa với chúng ta đã hướng tới sự tuyệt hảo.
Đó, cái thứ tư là hãy hướng tới sự tuyệt hảo. Cái thứ năm đó là chúng ta hãy tạo ra những cái tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm ở đây chính là cái thành quả của chúng ta đó mọi người. Khi mà mọi người thực hiện được bốn cái trên đầu thì cái thứ năm chính là thành quả của chúng ta. Đó có hay còn gọi là một sự tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm ở đây chính là cái hoàn hảo mà chưa ai có thể tạo ra. Đó chính là cái năm cái bước mà mình nghĩ chúng ta nên học hỏi. Đó chính là việc mà chúng ta sáng tạo đổi mới và làm ra những phát minh mới. Và chính vì vậy mọi người phải biết những nhà phát minh, ví dụ như Edison, họ là những con người rất là tuyệt hảo. Họ là những con người có một sự minh triết khá là lớn. Và sau đây mình sẽ có một vài cái chia sẻ để cho mọi người lưu tâm, để sau này mọi người có thể chia sẻ với người nhà, người thân, hoặc lấy đây là một lệnh kiến thức để sau này chúng ta có thể dạy con của chúng ta. Như mình đã nói, lão bộ của chúng ta, chúng ta cần tác động vào ngay từ khi còn nhỏ để tạo ra được một sự gì đó gọi là một sự thông minh ngay từ lúc còn bé cho các bạn nhỏ. Thì mình nghĩ đối với các bạn nhỏ thì chúng ta nên rèn luyện 3 thứ cho các bạn ấy. Thứ nhất là chúng ta phát triển ngũ quan cho các bạn ấy. Thứ hai là chúng ta sẽ khiến các bạn ấy tăng cái kỹ năng vận động. Và thứ ba đó là hãy dạy cho các bạn ấy ngôn ngữ. Đầu tiên là chúng ta phát triển ngũ quan. Ngay từ ban đầu khi trẻ mới sinh ra, trẻ thì sẽ không biết mùi vị này, không biết màu sắc ngoài đen và trắng, không biết đến cái cung bậc nào đó khác nhau, tất cả mọi thứ đều không biết. Vậy nên chúng ta nên dạy cho trẻ từ những bước đó. Thứ nhất là chúng ta hãy dạy cho trẻ phát triển ngũ quan. Ngũ quan ở đây đó chính là mắt này, mũi này, tai này, có thể là gọi là vị giác. Và thứ ba, thứ năm là xúc giác. Thì đầu tiên là mắt, mọi người có thể dạy trẻ về màu sắc và hình khối. Mũi thì mọi người có thể dạy trẻ hoặc là cho trẻ ngửi những cái mùi hương khác nhau, ví dụ hương hoa, hương cây cỏ. Đến được tai, những cái này mình thấy những bà mẹ văn minh hiện nay đã thử áp dụng rất là nhiều. Họ đã ngay từ khi mang thai, họ đã cho đứa trẻ trong bụng nghe những cái thứ nhạc không nờ nhé mọi người, nhạc mà êm dịu ngay từ lúc mà mang thai ấy, thì họ sẽ đó, họ đã cho con họ nghe những cái âm thanh ngay từ khi trong bụng mẹ. Khi ra ngoài sẽ tiếp tục cho con nghe tất cả các dòng âm thanh. Và mọi người có biết đó, tất cả các dòng âm thanh. Và có một chút ngoài lề một chút, đó là ngày nay ấy, đang xảy ra một cái hiện tượng chúng ta có thể gọi là chúng ta đang điếc âm thanh. Bởi vì có một số người họ chỉ nghe được một tần số âm thanh thôi, có những tần số khác họ không nghe được, không nhận diện được. Như ngày xưa ấy, khi mà khoa học chưa phát triển, có những người họ bịp mắt lại và họ nghe tiếng thôi, họ cũng có thể phát hiện được ở chỗ này là âm thanh gì, tiếng đàn gì, chỗ kia là âm thanh gì, tiếng đàn gì hay tiếng sáo gì, họ có thể nhận ra bởi vì họ có luyện và họ có được cái khả năng nghe được tất cả các thứ âm thanh. Còn chúng ta ngày nay thì không như vậy. Ví dụ các bạn trẻ thì thường nghe những nhạc EDM ấy, và chỉ nghe những nhạc ấy thôi, hoặc là chỉ nghe nhạc buồn mà không có sự thay đổi giữa các loại nhạc, thì khi đó chúng ta sẽ gọi là điếc âm thanh, nghĩa là chúng ta không thể nào nhận thức được các âm thanh khác. Đó là về việc phát triển tai cho con. Và tiếp theo đó chính là phát triển vị giác. Cái này công nhận là chúng ta lên, mình cũng khá là bất ngờ khi mình phát hiện ra được cái thông tin này. Thì mình cũng nghĩ chúng ta lên cho trẻ thử hết tất cả các mùi vị để cho trẻ biết được vị như thế nào. Ví dụ như mình là một người không ăn được chua các bạn, bởi vì từ nhỏ mình không ăn được chua. Hay ví dụ như em trai mình rất sợ đắng, bởi vì từ bé đến giờ bạn ấy đâu có được trải qua cái cảm giác đắng như thế nào đâu. Đó, thì vậy ngay từ bé chúng ta cho trẻ trải nghiệm hết tất cả các cái cảm giác đó, để trẻ có thể thấy được rằng các cái mùi vị như thế nào, để có thể thích nghi, để sau này lớn lên trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Tiếp theo là xúc giác, đó chính là da của chúng ta. Thì bé mà, nên mọi người có thể ngày xưa thì chúng ta hay thường có một cái câu mỗi khi chơi với trẻ là bóp tay bóp chân, nắn tay nắn chân đấy. Đó chính là cái việc như vậy, chính là chúng ta phát triển cái xúc giác cho trẻ. Hay như là việc mà mọi người tắm nắng cho trẻ cũng là việc chúng ta phát triển xúc giác cho trẻ. Nhưng mà không phải bố mẹ nào cũng nghĩ như vậy. Có rất nhiều người họ nghĩ là tắm nắng thì sẽ không tốt và họ sẽ không cho con họ tắm nắng, nhưng điều đó không hề tốt chút nào. Tiếp nữa chúng ta sẽ nói đến một vấn đề nữa, đó chính là kỹ năng vận động. Thì cái này thì khi trẻ lớn lên một chút
Khi mà mọi người hãy cho với trẻ tập bò, tập đi, tập lẫy, những cái đó hãy để trẻ tự nhiên, hãy để trẻ tự làm, để trẻ có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của mình. Có nhiều người họ cứ sợ là con họ đau, con họ thế này thế kia, nên là họ không cho con họ làm điều đó. Và chính là vì như vậy mà con họ phải không thể nào phát triển được. Đó chính là cái phát triển kỹ năng. Và sau này khi mà nó lớn lên nữa thì mọi người hãy cho nó tập thể dục thể thao, vận động, hãy cho nó học một môn thể thao nào đó để cơ thể của nó có thể khỏe mạnh và phát triển nhất. Và cuối cùng, một cái quan trọng nhất đó chính là hãy dạy cho trẻ một ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng có tần số. Nếu càng nhỏ, mọi người càng dạy cho trẻ ngôn ngữ thì nó sẽ càng tiếp thu nhanh hơn. Đó chính là việc tại sao ngày nay việc dạy tiếng Anh hay là bất kỳ thứ tiếng khác cho trẻ, họ thường dạy từ khi nó còn rất là bé. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Thì rất là mong các bạn hãy đóng góp cho mình những cái ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn cái phần kiến thức của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian để xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở trong những video lần sau.